Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh sáng ngày 20 tháng 9 với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đỗ Ngọc Khánh, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành về tội giết người. Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ, tối ngày 12 tháng 1 năm 2023, Khánh đi quanh khu vực thị trấn Phú Thái để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 22 giờ, phát hiện anh Đỗ Văn Thịnh đang ngồi câu cá tại bờ sông An Thành, Khánh đã dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó đối tượng tiếp tục sử dụng dao cứa cổ khiến nạn nhân tử vong. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Ngọc Khánh tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là tử hình. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an thành phố Quảng Ngãi phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, bốn đối tượng đã bỏ chạy. Tổ công tác bắt giữ được hai đối tượng gồm Nguyễn Đăng Việt và Trương Minh Tình, thu giữ 12 thanh đao kiếm các loại. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã hẹn giải quyết với một nhóm khác tại sân bay Quảng Phú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng gồm Lê Chí Cường, nguyên giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa và Đỗ Thị Dung, nguyên kế toán trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa về tội tham ô tài sản. Từ năm 2017 đến năm 2020, trong quá trình thực hiện đề tài khoa học, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất thực phẩm theo hướng Việt Gáp gắn với giáo dục dạy nghề tại cơ sở cai nghiện số 1 Thanh Hóa và dự án xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung từ đá mạt, cát và nguyên liệu sẵn có trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, Lê Chí Cường với vai trò là giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa đã chỉ đạo Đỗ Thị Dung là kế toán trưởng lập khống hồ sơ chứng từ chi công lao động thuê ngoài với số tiền hơn 907 triệu đồng để đưa cho Lê Chí Cường sử dụng cá nhân. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa xét xử 3 bị cáo cùng trú tại quận Sơn Trà và Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng là 3 chị em ruột Hồ Thị Nga, Hồ Thị Bích Thủy và Hồ Thị Bích Hằng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, sau nhiều lần cầm cố vàng thật tại tiệm cầm đồ Kim Quyên, được chủ tiệm tin tưởng nên Thủy nảy sinh ý định lừa đảo. Sau đó Thủy lên mạng mua trang sức giá rẻ có khắc các ký hiệu y hệt thương hiệu vàng thật và mang đến tiệm cầm đồ Kim Quyên cầm cố, lấy số tiền tương đương với 80-90% giá trị trang sức kim loại quý thật. Thế dễ dàng, Thủy đã rủ thêm Nga và Hằng là chị em ruột cùng tham gia lừa đảo. Từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, ba đối tượng đã 42 lần dùng trang sức không phải vàng thật cầm cố rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Thị Bích Thủy 15 năm tù, Hồ Thị Bích Hằng 11 năm tù và Hồ Thị Nga 5 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Hoàng Quỳnh Anh, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại phòng 101 B3 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có sẹo chấm cách 0,5cm sau đuôi mắt trái. Và đối tượng Phùng Quang Thắng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại phố Trà 1, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng này cao 1m68 và có nốt ruồi ở đầu mắt phải. Và đối tượng Lê Khắc Hảo, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại xóm 3, thôn Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, bị Công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm trên sau đuôi lông mày trái.